Thưa quý vị, Nam Bộ, Tây Nguyên, các tỉnh Nam Trung Bộ, mưa có xu hướng gia tăng và có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Sang ngày mai, các tổ hợp hình thái gây mưa sẽ tác động mạnh đến miền Trung và Nam Bộ, khiến cho suốt một dọc từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận và khu vực Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi. Vùng ven biển, các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận hay khu vực Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau của Nam Bộ sẽ có nơi mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Dự báo đợt mưa lớn diện rộng này ở các tỉnh miền Trung và Nam Bộ sẽ còn duy trì liên tục đến tận ngày 23 tháng 11. Như vậy, trong những ngày tới, ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ sẽ phải đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất. Còn với khu vực Nam Bộ thì đối mặt với nguy cơ xảy ra tình trạng ngập úng. Về nhiệt độ, ở khu vực Thanh Hóa trở vào đến Quảng Trị, ít mưa, trời nắng, nhiệt độ ổn định ở mức từ 28 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Bình Thuận, mưa tăng hơn nên nhiệt độ có xu hướng giảm xuống còn ở mức từ 28 đến 30 độ. Ở khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 27 đến 29 độ. Ngay như khu vực Nam Bộ, nhiệt độ ngày mai cũng giảm xuống còn từ 29 đến 31 độ. Một số nơi ở miền Đông, nhiệt độ cao 32 độ. Mưa cũng có xu hướng gia tăng ở cả khu vực Bắc Bộ. Dưới tác động của thành phần gió Tây từ khu vực Thượng Lào di chuyển sang, cộng thêm với một sóng lạnh yếu sẽ được tăng cường. Vào ngày mai ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào trở lại. Trong đó tại khu vực các tỉnh như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn hay Tuyên Quang là những nơi có vùng tác động hội tụ gió mạnh mẽ nhất, có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Nhiệt độ trong ngày mai ở miền Bắc giảm xuống dưới 30 độ, trời chuyển lạnh về đêm và sáng. Trên biển, trong ngày và đêm mai, trên rãnh xích đạo qua khu vực Nam Biển Đông có thể hình thành xoáy thuận nhiệt đới, gây mưa rào và dông mạnh trên khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan. Còn ở phía Bắc của Biển Đông, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nên khu vực phía Bắc của Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8 khiến cho biển động.